Dạ vâng, em nghe ô tô cũ Hải Phòng có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một lô xe bản hatchback một đầu mà giá tiền chỉ từ 50 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấp máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một dàn xe tập đi tập lái, che mưa che nắng các bác nhá. Số sàn, số tự động, hàng nhập, hàng Việt có đủ. Và trước màn hình nhỏ của quý bạn đó là một mẫu xe Daewoo Matiz. Vâng, Daewoo Matiz này chạy rất là tít luôn các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30. Con này là chen với lát sờ bắc này. Con bên cạnh đây với là Daewoo Matiz các bác nhá. Đấy, con này Matiz sơ si màu trắng các bác này. Biển kiểm soát Hà Nội 30A 13173. Vâng, chỉ với vài chục triệu đồng thôi. Đấy, con này thì 68 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm em để cho các bác 65 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 65 triệu đồng. Máy lộ mà còi kêu 4 bánh quay đều. Nội thất ghế da 2 màu. Vâng, chỉ với 65 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Matiz. Daewoo Matiz mang thương hiệu của Hàn Quốc, mang nước sơn màu trắng, mang biển kiểm soát Hà Nội đây. Vâng, với giá tiền chỉ với 65 triệu đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Trend này Lát Spark. Trend này Lát Spark sơn si thì màu trắng này. Vâng, sơn si màu trắng xịn sò, biển kiểm soát Hà Nội 30A 57044 này. Một mẫu xe Trend này Lát Spark tập đi tập lái, che mưa che nắng các bác nhá. Sơn si thì màu trắng ngọc trai. Vâng, biển kiểm soát lại còn Hà Nội, đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2023. Một mẫu xe sản xuất 2009, sơn si thì màu trắng, nội thất ghế da màu đen, màn hình cam nồi đầy đủ, thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Giá tiền của chiếc Trend Lát Spark bên em đang chào bán với giá là 87 triệu đồng. 87 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng này, sơn si sạch sẽ đẹp đã ok rồi. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá, đăng ký 5 chỗ ngồi. Và hàng này hàng nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Sơn si thì màu xanh xịn sò, biển kiểm soát Hà Nội 30A. La răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Vâng, một mẫu xe đăng kiểm thì còn đến tháng 11 năm 2022. Kia Morning sản xuất 2009. Vâng, số thẳng các bác nhá, con này số thẳng. Số thẳng này, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, nội thất ghế da thì màu đen. Một mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên trước, giá tiền chiếc này là 202 triệu đồng. 202 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning bản hatchback một đầu, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Và bên cạnh đây là một mẫu xe số sàn. Đấy, bản lắp ráp trong nước. Đấy, bản một đầu, sơn si thì màu xanh. Sản xuất 2012. Và giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 125 triệu đồng. Vâng, chỉ với 125 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2012, biển kiểm soát 36A, biển Hoa Thanh Quế các bác nhá, 02451. Sơn si thì màu xanh rồi. Các bạn mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. Và đây là một mẫu xe Nissan Piso có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.0. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Hiện tại chiếc Nissan Piso bên em đang chào bán với giá là 198 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe Nissan Piso nhập khẩu Ấn, sản xuất 2009 các bác nhá. Với giá tiền của chiếc Nissan Piso bên em đang chào bán với giá là 198 triệu đồng. Có bao hồ sơ và có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Và một mẫu xe Kia, vâng, Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ổng vặt.
hồ sơ cầm tay la răng đúc 4 bánh nha. Đấy, tem mác thì đầy đủ luôn. Đấy, đã được độ lên bộ tem rất là bắt mắt các bác nhá. Giá tiền của chiếc Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 199 triệu đồng. Đấy, 199 triệu đồng, sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 nội thất này, ghế da xịn sò, ghế da màu ghi, màn hình mà cam nồi đầy đủ luôn. Đấy, hồ sơ cầm tay với giá tiền 199 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, bao gồm phí sang tên bấm biển cho các bác luôn. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 35A. Vâng, 35A03962, đó là một mẫu xe trend ở Lasbox, mang thương hiệu của nước Mỹ, bản hatchback một đầu. Vâng, giá tiền thì chỉ có 87 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ với 87 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe này. Đấy, trend của Lasbox, thương hiệu của nước Mỹ, nội thất là ghế da màu kem. Vâng, một mẫu xe trend của Lasbox, sản xuất 2009, 87 củ khoai. Vâng, chỉ có 87 triệu đồng. Đấy, các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng các bác nhá. Sơn si thì màu trắng này, đăng kiểm thì còn đến tháng 10 năm 2022. Và đây là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, có năm sản xuất 2000, con này vẫn là xe dịch vụ các bác nhá. Xe dịch vụ này, biển kiểm soát 15A. Đấy, con này thì la răng đúc 4 bánh rồi, chỉ với hơn 100 triệu đồng các bác nhá. Và con này là Tubica này. Đấy, Tubica, biển kiểm soát Hà Nội, sơn si màu đen, bản hatchback một đầu. Một mẫu xe Tubica. Vâng, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan. Vâng, giá tiền thì chỉ có 115 triệu đồng thôi. Vâng, 115 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Tubica. Đấy, sản xuất 2010. Đấy, 2010, sơn si màu đen, biển kiểm soát lại còn Hà Nội. Đấy, bản hatchback một đầu, xe gia đình các bác nhá, không taxi, không dịch vụ. Mang biển kiểm soát quê hương Ninh Bình, 35A01942. Sơn si thì màu xanh cốm này, đó là một mẫu xe trend của Lasbox, động cơ 0.8 này, 2009, 92 triệu đồng các bác nhá. 92 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe trend của Lasbox, thương hiệu của nước Mỹ, bản hatchback một đầu, đăng ký 5 chỗ ngồi. Nội thất này, các bác xem nội thất của xe này. Nội thất thì con này khá đẹp luôn các bác nhá. Đấy, 92 triệu đồng có bao hộ, bao vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, bao vận chuyển cho các bác luôn. Tập ly cánh cửa còn rất là đẹp luôn. Màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, tên tư nhân, vâng, biển Ninh Bình, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị các bác nhá. Vâng, rất rẻ luôn. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe Hyundai Click. Hyundai Click có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số tự động, khối động cơ 1.4, bản hatchback một đầu, biển kiểm soát Hải Phòng. Xe keo chỉ zin, máy zin luôn. Máy số zin, keo chỉ zin. Vâng, động cơ 1.4. Vâng, giá tiền chỉ loanh quanh 200 triệu đồng. Loanh quanh 200 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Click, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, động cơ 1.4. Vâng, xe gia đình xịn sò luôn. Nội thất ghế da hai màu, màn hình chưa có. À, con này màn hình chưa có các bác nhá. Đấy, đầu đài này. Đấy, sơn si màu bạc xịn sò. Vâng, giá tiền của chiếc Hyundai Click loanh quanh 200 triệu đồng. Đấy. Và đây là một mẫu xe Enong. Vâng, Enong, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan, bản sedan hai đầu, động cơ của nó là 1.4. Một mẫu xe gia đình sử dụng, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Vâng, một mẫu xe Enong. Đấy, giá tiền chỉ với 119 triệu đồng. Vâng, 119 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Enong, biển kiểm soát 14A. Vâng, biển này biển Quảng Ninh các bác nhá, biển Quảng Ninh. Vâng, quê hương vùng than. Và đây là một mẫu xe Kia Morning, mang nước sơn màu xanh, biển kiểm soát Hải Dương. Đó, biển Hải Dương các bác nhá. Sơn si thì sạch sẽ, đẹp đẽ, ok rồi. Đấy, một mẫu xe Kia Morning. Đấy, tên tư nhân, biển của Hải Dương. Sơn si thì sạch sẽ, bản hatchback một đầu. Vâng, giá tiền của chiếc Kia Morning bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Con này thì được lắp sản xuất 2017 các bác nhá, 2017. Mang nước sơn màu xanh xịn sò. Vâng, 2017, 209 triệu đồng, có bao hồ sơ. Đấy, có bao hồ sơ và có vận chuyển cho các bác.
mang biển kiểm soát 90A, vâng, 90A02 02803, sơn si thì màu bạc. Một mẫu xe Hyundai Magram i10. Hyundai i10 sản xuất 2015. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 238 triệu đồng. Vâng, 238 triệu đồng cho một mẫu xe i10. Vâng, nhập khẩu. Sơn si thì màu bạc. Con này bản đủ các bác nhá, bản đủ luôn. Bản đủ. Vâng, tên tư nhân. Vâng, biển này là biển Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe này là mẫu xe i10 nhập khẩu. À, con này biển Hà Lam. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc 238 triệu đồng. Sản xuất 2015, bản đủ, bản hatchback màu đầu. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Kia Morning. Vâng, sản xuất 2017. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng sơn si màu bạc. Sơn si màu bạc, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Mà giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning. Sản xuất 2017. Và em lại đến một em màu trắng ngọc trai. Em này màu trắng ngọc trai. Vâng, mang nước sơn này, nước sơn màu trắng này. Xe gia đình sử dụng, la răng đúc 4 bánh, biển kiểm soát Hải Phòng. Con này thì sản xuất 2017 các bác nhá, 2017, sơn si sạch sẽ rồi. Vâng, giá bán thì 238 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá, không taxi, không dịch vụ luôn. Nội thất các bác này. Đấy, nội thất ghế da xịn sò nguyên bản, màn hình đầy đủ luôn. Màn hình đầy đủ rồi các bác nhá, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Vâng, chỉ với 238 triệu đồng. Vâng, các bác đã sở hữu mẫu xe Kia Morning. Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay ở mặt. Sơn si thì màu trắng này. Mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Vâng. 36686, đó là một mẫu xe i10. Vâng, bản này bản lắp ráp trong nước, sản xuất 2018. Đây là một mẫu xe lướt, sơn si thì màu trắng xịn sò. Giá tiền của chiếc i10 270 triệu đồng. Đấy, số sàn. Vâng, xe gia đình. Một chủ sử dụng từ mới quá nhá. Một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, rất đẹp. 270 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Và đây là một mẫu xe hồ sơ cầm tay, đó là một mẫu xe Kia Morning. Bản này bản SI, bản gọi là bản C, bản đủ các bác nhá. Đấy, hồ sơ cầm tay. Đấy, một chủ sử dụng từ mới, biển Hà Nội. Giá tiền của chiếc Kia Morning là 279 triệu đồng. Vâng, 279 triệu đồng. Con này thì sản xuất 2018 các bác nhá, 2018. Vâng, chỉ với 279 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning. Một mẫu xe gia đình biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ mới, hồ sơ cầm tay. Với giá tiền 279 triệu đồng bên em có bao gồm phí sang tên bấm biển luôn cho các bác. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 35508 này. Đó là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, bản SLX. Số rắc máy eco, một mẫu xe bản hatchback màu đầu, nhập khẩu nguyên trước. Vâng, giá tiền chỉ có 209 triệu đồng. Con này thì 2009 đăng ký và lăn bánh 2010. Vâng, số rắc máy eco, điều hòa auto, bản đủ. Bản đủ các bác nhá. Giá tiền thì chiếc này bên em đang chào bán với giá là 209 triệu đồng. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, nhập khẩu nguyên trước này, cứ alo trực tiếp cho em. Alo trực tiếp cho em Nghị các bác nhá. Và em lại đến một mẫu xe này là mẫu xe Trend Velat Sport. Vâng, Trend Velat Sport có năm sản xuất 2008 2009. Số sàn động cơ của nó 0.8, biển kiểm soát 36A, sơn si thì màu bạc xịn sò. Nội thất tươi rói, máy lổ, một còi kêu 4 bánh quay đều. Điều hòa mát là ok. Mà giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 87 triệu đồng. 87 triệu đồng, rất là rẻ luôn. Vâng, 87 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của nước Mỹ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn này, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu luôn. Sơn si thì màu bạc xịn sò. Và đây là một mẫu xe tập đi tập lái 2007, giá tiền 60 triệu đồng các bác nhá. 60 triệu đồng thôi. Đấy, rất là rẻ các bác nhá. Đó là một mẫu xe Daihatsu Matiz sản xuất 2007. Vâng, giá tiền chỉ có 60 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hà Nội 29A. Vâng, 29A.
13517 này, sơn si thì màu trắng ngọc trai, đó là một mẫu xe Trend Velar Spark. Trend Velar Spark có năm sản xuất 2011 mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Đấy, 2011 các bác nhá. Đấy, hai cặp đèn pha rất là sáng bóng đều nhau luôn. Vâng, chỉ có hơn 100 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velar Spark thương hiệu của nước Mỹ. Bản hatchback một đầu, bô lăng hai chấu này. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A82490. Đó là một mẫu xe Kia Morning. Vâng, Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Sơn si thì màu trắng xịn sò, nội thất ghế da này. Ghế da màu ghi xịn sò nguyên bản theo xe các bác nhé. Một mẫu xe gia đình sử dụng. Đấy, nội thất rất là ok luôn, màn hình đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ biển Hà Nội với giá tiền 215 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Morning sản xuất 2015 các bác nhá, 2015, số sàn khối động cơ 1.25. Một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Xe đẹp, máy zin, gầm bệ chắc, đeo chỉ zin cả xe luôn. Dạ vâng, em đi ô tô cũ Hải Phòng, em vừa tổng hợp tất cả những mẫu xe bản hatchback một đầu. Giá tiền thì chỉ có từ vài chục triệu đồng. Từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau ạ.